Bạn thân mến, mùa hè đã đến rồi và năm nay các bạn có kế hoạch đi chơi ở đâu hay chưa nhỉ? Hãy comment ngay cái địa điểm mà nếu mà không có dịch ấy thì bạn muốn ghé thăm xuống phía bên dưới nhé. À mà mình chỉ đùa chút thôi chứ cái thời điểm này thì Covid chúng ta tốt nhất là nên ở nhà, làm sao mà đi đâu được đúng không nào? Nên là hè này bạn đơn giản thôi, bạn chỉ cần bật YouTube lên thôi, còn chơi gì hay đi đâu thì cứ để Khám Phá Đó Đây lo là được rồi nhé. Và mở bát cho cái chuyến đi mùa hè của chúng ta sẽ là một vùng đất nước ở tít bên kia trời Tây luôn, đó chính là nước Pháp. Và ngay sau đây hãy cùng mình bay ngay sang Pháp để tìm hiểu về những điều bí ẩn và kỳ lạ nhất được phát hiện ở nước Pháp bạn nhé. 6 điều bí ẩn và kỳ lạ nhất được phát hiện ở nước Pháp. Điều luật kỳ lạ giữa người còn sống và người đã mất. Nổi tiếng là xứ sở của tình yêu nồng nàn và lãng mạn, đất nước Pháp chưa từng làm chúng ta thất vọng khi nhắc đến những câu chuyện tình yêu bất diệt đi vào lòng người. Và nhắc đến tình yêu thì hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một điều luật rất chi là đặc biệt ở Pháp liên quan đến chủ đề chưa bao giờ hết hot này. Đó chính là một người đang sống sờ sờ được phép kết hôn với một người đã chết. Nghe qua là chắc nhiều bạn sẽ liên tưởng đến minh hôn ở bên Trung Quốc, nhưng thật sự thì nó khác một trời một vực luôn đấy. Không hề xuất phát từ những tâm lý, những lý do tâm linh hay những quan điểm cổ hủ nào cả. Cái việc kết hôn với người chết là hợp pháp kể từ khi vua Napoleon lên nắm quyền và được chính thức thông qua từ cuối năm 1959 cơ, khi con đập Marpasset ở miền nam nước Pháp bị nổ khiến hơn 420 người thiệt mạng, trong đó thì một người phụ nữ đã mất đi vị hôn thê của mình để đơn xin được kết hôn với người đã chết. Thật là quá cảm động trước tình yêu của họ, Tổng thống Pháp đã cho soạn thảo đạo luật công nhận hôn nhân của cặp đôi khi một trong hai người qua đời trước khi đám cưới diễn ra. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của những người đã khuất, có một số quy định đi kèm khác như là người còn sống phải chứng minh rằng mình và người đã mất có ý định kết hôn trước đó, cũng như phải được cái sự cho phép của gia đình người đã qua đời. Bên cạnh đó thì điều luật này cũng tôn vinh một thứ duy nhất là tình yêu thôi, nên người còn sống sẽ không được hưởng tài sản của người đã chết, kể cả sau khi kết hôn, để tránh những trường hợp trục lợi từ cái quy định này. Tuy vô cùng kỳ lạ nhưng mà mình thấy điều luật này cũng vô cùng là ý nghĩa luôn. Nó sẽ giúp xoa dịu nỗi đau thương và cái sự mất mát cho các cặp đôi không thể bên nhau, mà lý do là do những sự cố đau lòng. Các bạn có cùng suy nghĩ với mình không nhỉ? Nếu cùng suy nghĩ với mình thì hãy thả nhẹ cái nút like để chúc phúc cho tình yêu trong sáng và cao đẹp của họ nhé. Và tạm gác lại chủ đề tình yêu qua một bên, bây giờ mời các bạn ngồi cho chắc để chúng ta đến với một điều vô cùng là rùng rợn đấy nhá. Bóng ma trong nhà hát ở Paris. Thủ đô Paris hoa lệ luôn được biết đến với biệt danh là kinh đô ánh sáng của thế giới. Tuy nhiên, ẩn sâu trong một vài góc tối, thành phố xa hoa này cũng ẩn chứa rất nhiều điều bí mật khác làm cho người ta sợ hãi. Và một trong những bí ẩn đáng sợ nhất ở nơi đây chính là câu chuyện bóng ma ở trong nhà hát. Vào năm 1873, một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi tên là Ernest cùng với vị hôn thê của mình là một diễn viên ballet gặp sự cố trong một vụ hỏa hoạn tại nhà hát Opera Garnier. Vụ hỏa hoạn đã cướp đi người anh yêu thương nhất và chàng nghệ sĩ trẻ cũng bị hủy hoại hoàn toàn ngoại hình của mình. Đau khổ và suy sụp trước sự ra đi của vị hôn thê cũng như sự sợ hãi trước cái nhìn của mọi người với một kẻ có bề ngoài dị dạng như mình, Ernest từ đó đã có một cuộc sống lẩn trốn chính mình trong hầm bên cạnh cái hồ nổi tiếng dưới nhà hát Opera Garnier. Anh ta đã dành cả phần đời còn lại dưới hầm đó để hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật, một bản thánh ca tình yêu và cái chết cho riêng mình và vị hôn thê. Không ai biết anh đã từ giã cõi đời khi nào và thi thể của anh cũng không bao giờ được tìm thấy luôn. Câu chuyện này còn được dựng thành một vở nhạc kịch nổi tiếng cũng có tên là Bóng Ma Trong Nhà Hát. Từ đó những sự việc ám ảnh của nhà hát đều được bắt nguồn từ câu chuyện ly kỳ và thi thoảng người ta vẫn thấy lạnh sống lưng mỗi khi bước vào đó. Bạn có biết ngôi nhà hay địa điểm nào bị ma ám khác hay không? Nếu có hãy comment tên địa điểm đó xuống phía bên dưới để xem đâu là địa điểm đáng sợ nhất thế giới nhé. Những hình vẽ bí ẩn ở trong hang động. Các bạn đã biết tin gì chưa nhỉ? Mới đây thì các nhà khảo cổ học Pháp đã phát hiện ra một hang động bí ẩn với những hình vẽ vô cùng kỳ lạ. Và theo dự đoán thì những hình vẽ đó sẽ giúp chúng ta khám phá ra một vài bí mật về các nghi lễ từ rất lâu về trước rồi đấy. Đó chính là hang động Gott Gekusat ở phía tây nam của nước Pháp. Ngay từ khi bước vào hang động, tất cả mọi người đều hết hồn khi trông thấy ở khắp mọi nơi hang động đều chi chít các hình điêu khắc của các điệu hình dạng động vật và con người được tạo ra từ 25.000 đến 30.000 năm trước. Tổng cộng có tới hơn 800 bức vẽ được khắc lại trong hang kèm theo hài cốt của ít nhất là 6 người. Đáng nói là các hài cốt đó có cùng thời gian khoảng 25.000 đến 35.000 năm trước được sắp xếp tách biệt với các tư thế khác nhau. Điều này chứng tỏ rằng rất có thể từ chục ngàn năm trước, những nghi thức kỳ lạ đã được tộc người tổ chức tại đây.
khám phá được coi là cực kỳ hiếm hoi, đại diện cho tác phẩm nghệ thuật của con người từ rất nhiều năm về trước. Đúng là trong cái rủi có cái xui. Việc khám phá và nghiên cứu vốn đã chẳng dễ dàng chút nào, nhưng không biết có phải là do những linh hồn canh giữ hang này không muốn bị đánh thức hay không, mà bỗng dưng cái nồng độ carbon dioxide ở trong hang rất cao và có thể gây nguy hiểm cho những nhà nghiên cứu khi vào trong đó. Vì thế mỗi năm, người ta chỉ có thể vào hang trong những thời điểm an toàn nhất định. Đấy, người ta bảo rồi, chuyện tâm linh là không đùa được đâu đấy nhá. Những bóng ma ở trong công viên Park Moon-Suis. Cho mình hỏi là các bạn có hay đi chơi công viên không nhở? Hay là có ai hay đưa gấu ra đấy hú hí thì comment ngay rồi về bên dưới nhá. Các công viên thường là những địa điểm ngon này bổ rẻ cho các cụ và tập thể dục. Các anh thì vào ngâm thơ hái hoa bắt bướm và các bạn nữ thì vào sống ảo đăng phây chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu mà có ý định sang Pháp chơi thì mình khuyên các bạn không nên đến công viên có tên là Parc Montjuïc tại thủ đô Paris của nước Pháp đâu nhá. Đừng có thấy bên ngoài nhìn vào nó thì nên thơ trữ tình mà định ghé chơi, bởi đã từng có rất nhiều người đến đây để đi dạo buổi chiều hoặc đi dã ngoại ăn trưa, nhưng họ đều kể lại rằng đã bắt gặp những hồn ma không đầu đi vất vưởng khắp nơi. Ôi dồi ôi, gặp ma giữa ban ngày là có thật anh em ạ. Thì ra trước khi lột xác thành một nơi bình dị và yên tĩnh như bây giờ, thì cái vùng đất này từng là một khu vực để thử nghiệm máy chém và máu tươi đã nhuộm đỏ cả một vùng này luôn. Vậy nên là ai mà thích chơi mấy trò kinh dị cảm giác mạnh với người ở thế giới bên kia thì cứ việc vào đây nhá. Còn mình thì có cho thêm tiền mình cũng chạy mất dép luôn. Và nếu có cơ hội thì bạn có dám bước vào thế giới của những linh hồn không đầu như thế này hay không? Ai có thì hãy comment ngay cái từ chơi luôn xuống đây cho nó nóng nhá. Bí mật đằng sau cánh cửa tại nhà thờ Đức Bà. Nếu đã từng ghé thăm Paris hoa lệ, có lẽ bạn cũng sẽ đến thăm nhà thờ Đức Bà nổi tiếng tại đây. Nhưng mà mình đảm bảo là sau khi mình nói ra bí mật về cái địa điểm này, bạn sẽ cảm thấy vô cùng là dũng cảm khi dám tới đó đấy nha. Nếu là một thành viên của một hội sống ảo mọi lúc mọi nơi, thì đến nhà thờ Đức Bà chắc chắn bạn sẽ không kìm lòng được mà lôi điện thoại ra chụp choẹt vài tấm. Nhưng mình đố các bạn biết, cái cổng nhà thờ đó được làm ra như thế nào nhỉ? Nhìn vẻ bề ngoài đầy tinh xảo này, nhiều ông kiểu sẽ đoán nó được tạo ra bởi những công nghệ cao siêu gì đấy. Nhưng không, cái nhà thờ này đã có từ thời Trung Cổ rồi cơ. Và vào cái thời điểm đó thì làm sao mà lại có được những công nghệ chế tác hiện đại như bây giờ cơ chứ? Theo những gì kể lại thì vào thế kỷ 13, một người thợ rèn trẻ tên là Bisconnet đã thuyết phục được nhà thờ để cho phép anh chế tác cửa ra vào cho công trình này. Đây là một công việc hết sức nặng nhọc luôn. Nó khiến anh ta phải làm quần quật cả ngày, nhưng vẫn phải tăng ca cả ngày cày đêm suốt nhiều tháng trời. Tuy rất là vất vả, nhưng may là anh này được cái học môn đạo đức rồi nên là hoàn thành công việc rất là đúng hẹn luôn. Ngay trình làng thì những cánh cửa khổng lồ trang trí bằng hoa văn kim loại được làm thủ công của người thợ trẻ đã khiến cho toàn bộ người dân Paris và giáo chức nhà thờ phải choáng váng luôn. Bởi trước Bisconnet, chưa ai từng đạt được trình độ nghệ thuật đó với thứ kim loại tầm thường là sắt cả. Nhưng trời đất quỷ thần ơi, người ta đã bảo rồi, cái gì quá nó cũng không có tốt đâu. Chẳng biết từ đâu tin đồn rằng cánh cổng tuyệt đẹp này không thể được tạo ra bởi bàn tay con người. Người ta đã nói chắc như đinh đóng cột, chính là người thợ trẻ Bisconnet hẳn đã bán linh hồn cho quỷ Satan để đổi lấy tác phẩm nghệ thuật đẻ đời này. Một vài nhân chứng đã khẳng định rằng họ đã từng thấy Bisconnet nằm bất tỉnh trên sàn nhà với công trình đã được hoàn thành một cách bí ẩn trong thời gian kỷ lục. Chưa hết đâu, các giáo sĩ nói họ không tài nào mở được cánh cửa cho đến khi vẩy nước thánh lên ổ khóa. Mặc dù Bisconnet ra sức thanh minh nhưng không ai tin anh cả. Sau đó chẳng bao lâu anh ta cũng qua đời và nó càng khiến người ta tin rằng Satan đã quay lại để hoàn thành nốt giao kèo, lấy đi linh hồn của người nghệ nhân. Đến tận bây giờ cũng không có chuyên gia về kim loại nào có thể giải thích được làm như thế nào mà ở thời kỳ đó người ta lại có thể tạo ra cánh cổng này chỉ với những công cụ vô cùng thô sơ. Liệu cái lời đồn này có phải là thật hay không nhỉ? Hãy cho mình biết suy nghĩ của các bạn xuống phía bên dưới nhé. Khu bảo tồn thiên nhiên Cinemas của Pháp. Những hình ảnh này làm bạn liên tưởng tới cái điều gì nhỉ? Các sắp ước sống lại trong phim này hay là những bóng ma kỳ quái? Mình không biết câu trả lời của các bạn là gì, nhưng có một cái điều chắc chắn ấy là chúng đã dọa được khối người sợ chết khiếp rồi đấy. Nhìn thì đáng sợ vậy thôi, chứ thật ra những cái thứ là nhiều hình thù kỳ quái này chỉ là bức tượng đặc biệt được làm chủ yếu từ bùn và tảo do nhà điêu khắc người Pháp Sophie Prestigiacomo tạo nên và đặt ở đây để dọa mấy cái bạn sợ ma mà thôi. Tổng cộng có tất cả 8 bức tượng với những hình dáng khác nhau đã được đặt tại rất nhiều vị trí trong khu bảo tồn thiên nhiên này. Và dù mang những hình dáng kỳ dị khiến cho nhiều người hoảng sợ, nhưng chúng lại mang một thông điệp hết sức là không liên quan. Đó chính là con người cần phải có ý thức hơn về đa dạng sinh học và mối quan hệ giữa loài người với mẹ thiên nhiên. Đấy, anh em nghe xong có thấy nó vô lý nhưng cũng chả thuyết phục tí nào không? Chả hiểu nghĩ gì mà người ta lại dùng một cái điều khiến mình hết hồn hết vía khi nhìn để khuyên mình những cái thông điệp sâu xa đấy nhở? Ai mà bắt mình vào đây xem triển lãm mấy cái tượng này thì trong đầu mình chỉ có hiện ra ba cái chữ đó là chạy ngay đi thôi, chứ mấy cái này chịu.
Hello, hello. Và sau đây sẽ là chuyên mục bạn hỏi Khang và Dorey trả lời ở trong video 7 trò chơi nửa đêm bí ẩn đáng sợ và độc lạ nhất. Bình luận của bạn Trang lại: chị thấy ai kỳ như em không? Sợ ma nhưng vẫn thích xem phim ma. Cực kỳ là nhiều bạn như này luôn nhá. Chị thấy nhiều bạn bảo là sợ ma lắm nhưng suốt ngày yêu cầu và đòi chị làm về các ma thôi. Linh Vũ: em sợ ma nhưng thích xem phim ma chị ạ. Em sợ ma lâu rồi. Đây, tiếp tục lại là một bạn nữa đây. Sợ nhưng mà vẫn thích coi thôi, không hiểu là có cái gì hấp dẫn như vậy. Bình luận của Hoa Lê Trọng đúng không? Sợ ma mà lại xem phim ma. Ơ thế rốt cuộc là em có sợ ma thật hay không đấy? Sợ thì làm sao mà lại thích coi được nhở? Thật là khó hiểu luôn mà. Bình luận của bạn Ha Ha: ôi đang xem vào ban ngày. Tốt em ạ, mình không nên xem những cái video đáng sợ kiểu như này vào ban đêm đâu. Bởi vì là ban xem ban đêm nó sợ hãi hơn mà. Và có thể bị mê ngủ nữa. Lan Trần: sợ ma nhưng xem phim ma rất giỏi. Trời ơi, thật sự thế là các em có sợ thật hay không đấy? Sợ tại sao lại thích xem được nhỉ? Khó hiểu, có bạn nào mà giải thích được thì giải thích giúp mình với nhé.